Vào ngày 19 tháng 2, thì giới chức y tế của Nigeria cho biết là kể từ đầu năm đã có ít nhất là 10 người tử vong ở bang Ebony phía đông nam nước này do dịch sốt xuất huyết Lassa. Có ít nhất 25 người mắc bệnh trong đó có hai nhân viên y tế trong thời gian từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2. Dịch bệnh buộc các chính quyền bang và các đối tác liên quan phải hợp tác khẩn cấp nhằm ngăn sự lây lan của căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao. Cũng liên quan đến dịch bệnh trên, ông Obona Wakambiki, nhà dịch tễ học hàng đầu của bang Ebony, đã kêu gọi tăng cường giám sát các yếu tố gây rủi ro và khuyến nghị chấm dứt việc đốt rừng và ăn thịt chuột hoặc chạm vào bất kỳ bề mặt nào mà người mắc bệnh từng tiếp xúc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria, trong năm qua đã có ít nhất 219 trường hợp tử vong được ghi nhận trong số 1.227 trường hợp được xác nhận bị sốt xuất huyết lassa.